Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024 quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nghị định quy định rõ về điều kiện mức hỗ trợ cho đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định, điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 2 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở không được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thuộc một trong các trường hợp sau. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 5, Nghị định số 40/2024, cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Tai nạn do sử dụng rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật. Mức hỗ trợ, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện, theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đồng thời, Nghị định số 42/2024 cũng quy định rõ về điều kiện mức hưởng chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn chết khi thực hiện nhiệm vụ.